Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, tiếp tục những cái series câu chuyện về những chuyến thăm quê và những câu chuyện xảy ra ở làng quê. Tác giả Công Hiếu gửi đến chúng ta một câu chuyện có tựa đề là Về Thăm Ngoại. Đây là câu chuyện cũng rất hay. Chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyền Đình Soạn. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Về Thăm Ngoại, tác giả Công Hiếu có phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi uể oải tỉnh dậy trên giường ngủ của mình, lắc người một cách khó chịu rồi bước ra khỏi giường. Vệ sinh cá nhân xong, tôi kiểm tra lại ba lô của mình xem đầy đủ đồ đạc chưa. Tôi chạy xuống dưới nhà, bố mẹ cũng đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Thấy tôi dậy thì bảo tôi bê một đống đồ ra bên đợi lát nữa mang lên xe, mang quà về biếu cho mọi người. Vẫn không quên trêu tôi rằng nay về quê bắt vợ hay sao mà hào hứng dậy rõ sớm. Chẳng là tôi mới đi nước ngoài về, đã hơn 6 năm bôn ba bên xứ người, giờ là lúc về nhà để nghỉ ngơi, bắt đầu cuộc sống mới. Cũng đã về được hơn tháng rồi nhưng chưa có về quê thăm bà ngoại. Lần này tôi cũng quyết định về với bà lâu một chút. Khoảng cách khá xa cho nên cũng không có thường xuyên về được. Từ nhà tôi về đến nhà ngoài phải mất gần 7 tiếng ngồi xe. Cũng may gần nhà tôi có xe dịch vụ cho nên thời gian vẫn còn, khoảng 30 phút nữa mới xuất phát. Đức à, mẹ dặn rồi nha, về đó phải cẩn thận, tránh đi chơi tối. Chỗ làng mình ăn lắm cái thằng lêu lỏng rồi nghiện ngập đấy, liệu vào. Đồ đạc các thứ phải cẩn thận tiền nong nữa. Đi thăm luôn cả các dì với các bác hộ mẹ nha. Trong bữa ăn sáng, mẹ tôi không ngừng dặn dò tôi từng chút. Tôi vừa ăn mà cũng phải gật đầu để cho mẹ yên tâm. Ăn xong nghỉ ngơi một chút thì tiếng xe bên ngoài vang lên. Tôi cũng chào bố mẹ, sắp xếp đồ vào cốp rồi lên xe rời đi. Chiếc xe lăn bánh đi khỏi con hẻm, sau đó cứ như vậy bon bon trên ngoài đường lớn, hòa cùng với dòng xe tấp nập bên ngoài. Những dãy nhà cao tầng với những hàng xe tấp nập khuất bóng. Vừa đi tôi vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cũng đã mấy năm mọi thứ quả thật đã thay đổi. Vừa đi đường vừa du dương theo giai điệu phát ra từ tai nghe. Còn những người khác thì lúc này cũng nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Đi đường tôi cũng không ngừng chuyện trò với bác tài để giết thời gian. Đi từ sáng cho tới mãi đầu giờ chiều cũng về tới nơi. Tôi nhanh chóng đi xuống dưới xe, lấy đồ đặt vào trong một góc rồi gửi tiền, sau đó nhìn chiếc xe khuất bóng. Tôi cũng bảo bố mẹ đừng thông báo gì cho bà để tôi tạo sự bất ngờ. Ngày trước tôi đi xung quanh ngôi làng này vẫn còn là những ngôi nhà mái ngói tường đất. Vậy mà bây giờ chỉ trong một thời gian mấy năm, nhà nào nhà nấy đều mái bằng cả rồi. Khung cảnh cũng đã thay đổi ít nhiều. Chỉ còn con đường chạy thẳng làng ra bên ngoài đi thì vẫn còn là đường đất. Xung quanh là ruộng với những hàng lúa xanh mơn mờn. Ánh nắng chiều cũng gay gắt. Tôi bước đi một chút mà mồ hôi cũng vã ra như tắm. Cũng có vài người đi qua, nhưng do tôi bịt khẩu trang cho nên họ không nhận ra. Tôi cũng chỉ khẽ cúi đầu chào họ rồi đi nhanh về nhà ngoại. Đi gần tới nơi thì tôi cũng còn hồi hộp, không biết bà ngoại bây giờ ra sao. Cũng đã khá lâu rồi tôi mới được gọi điện qua các dì thì mới nói chuyện được với bà ngoại. Còn bây giờ thì gặp trực tiếp thế này chắc bà vui lắm. Dừng lại trước một cánh cổng gỗ, tôi từ từ đẩy nhẹ bước vào bên trong. Tiếng chó sủa inh ỏi lên làm cho tôi giật mình. Giọng của bà vang lên để bảo con chó im lặng, sau đó gọi ra: "Ai vào nhà đây? Bà ơi, con nè." Bà đang nấu cám cho lợn hì hục trong bếp, khói bốc lên trắng xóa. Bà đi ra ngoài nhăn nhèo, đôi mắt hướng về phía tôi. Bà cũng không có khác lúc tôi đi là mấy, nhưng bà chưa nhận ra tôi dù đã tiến lại gần. Cho hỏi cậu tìm ai? Tôi mới bỏ khẩu trang ra, bà lúc này trả lại ôm chầm đứa cháu ngoại, vừa ôm bà vừa đánh yêu. Chả bố anh chứ, Đức mày về rồi hả? Sẽ không có bảo bà trước, mệt lắm không? Mang nhiều đồ thế, vào nhà đi bà bật quạt cho mát. Căn nhà được tu sửa sau lúc tôi đi trông khá sạch sẽ. Ông ngoại mất từ lúc tôi còn học cấp 2, cho nên một mình bà ở đây. Các bác các dì cũng bảo là muốn bà sang ở cùng tiện chăm sóc, thế nhưng bà không chịu.
bà vẫn thích một mình hơn cho thoải mái. Bê tính của bà như vậy cho nên mẹ và các bác cũng bàn nhau dừng lại căn nhà cho bà. Tôi ngồi xuống được bà hỏi han liên tục rồi bảo đi nấu ít đồ cho tôi ăn uống. Nhưng tôi chỉ cười nói rằng mình vẫn ổn, không có vấn đề gì cả. Bà nghe xong thì cũng gật gù rồi bảo tôi vào phòng cất đồ đạc rồi đi tắm rửa. Tôi vâng dạ đi vào trong phòng cất dọn đồ đạc, sau đó chạy ra ngoài giếng để tắm. Đúng là không có gì bằng được ở quê. Từng gáo nước mắt lạnh dội vào người làm cho tôi cảm thấy khoan khoái, giải tỏa được mệt nhọc suốt mấy tiếng ngồi trên xe. Nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ một chút, tôi sắp đổ lên thắp hương cho ông, rồi sau đó chuẩn bị một ít quà quê để tối nay sang những nhà khác. Bà thấy vậy bảo tôi tới gọi mọi người sang luôn, cũng đã lâu lắm rồi cả nhà chưa quây quần với nhau. Tôi vâng dạ, sau đó bấm điện thoại gọi cho các bác các dì. Ai nấy nghe tôi về thì mừng lắm. Tôi chạy xuống phụ bà cho lượt ăn, rồi dạo quanh căn nhà, ngắm nhìn mảnh vườn với cái ao nhỏ. Bà một mình nhưng lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp. Lá rụng bà cũng quét cho bằng sạch. Đi ra ngoài đường lúc thì cũng nhiều người nhận ra hơn, ai cũng hỏi thăm đủ chuyện không ngớt. Đám nhỏ trong làng trông thích tôi cũng lạ, nhưng chỉ biết liếc qua rồi hùa nhau chạy đi. Bọn chúng cũng chẳng khác gì anh em bọn tôi ngày trước, cũng quậy phá tinh nghịch đủ trò. Về tới nhà là bao nhiêu ký ức cũ ùa về làm tôi cảm thấy thích thú. Đi dạo một lúc ra bên ngoài đi, nhìn những rặng tre rồi ngắm nghía bờ sông. Khi ánh hoàng hôn buông xuống, tôi mới quay trở lại nhà. Đúng thật là về quê được hít thở bầu không khí trong lành, tôi cảm thấy dễ chịu hơn. Đêm ngủ thì tiếng xe ầm ầm bên ngoài vô cùng khó chịu. Có lúc đang vào say giấc mà bị đánh động như vậy, tôi cũng thức luôn đến sáng. Những chiếc xe của mọi người đi làm về cũng ầm ầm khắp làng. Nhiều người đi ra ruộng xem cỏ thì đi bộ, trên vai vẫn vác cuốc với sẻng cười nói với nhau. Về tới nhà các dì đã mua đồ xăm, những cái ôm thể hiện tình cảm của mọi người khiến tôi xúc động. Mấy đứa em cũng bám lấy tôi đòi hỏi đủ kiểu. Tôi chạy vào bên trong cặp của mình lấy kẹo chia cho chúng nó. Hôm ấy các bác ngồi uống rượu khá vui, mấy thằng nhóc cứ tíu tít kể cho tôi nghe biết bao chuyện. Có mấy đứa bé hẳn mới chỉ gặp qua điện thoại, lúc đầu còn e dè một chút, nhưng về sau quen dần, chúng cũng bám dính lấy tôi. Ăn uống xong đã muộn, tôi lúc này tiễn mọi người rồi quay trở lại phòng của mình. Tuy có hơi bực một chút, thế nhưng bù lại là bên ngoài gió thổi vào mắt rượi. Đêm hôm đó tôi ngủ một giấc khá ngon không bị làm phiền. Sáng ra tôi cũng dậy khá sớm, hít thở bầu không khí trong lành, sau đó xỏ giày rồi chạy ra bên ngoài, ngắm cảnh mặt trời lên. Người dân ở đây cũng dậy sớm, cũng chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Hôm nay thì mọi người cũng đã nhận ra tôi, cười nói vui vẻ với nhau trong suốt một quá trình chạy dài trên con đường lên đê. Ngắm nhìn ánh bình minh lên, bầu không khí trở nên oi bức hơn. Từng tia nắng chiếu xuống mọi cảnh vật xung quanh. Dưới sông thì tàu thuyền bắt đầu nổ máy ra khơi. Trong ai nấy đều chuẩn bị lưới. Cái bụng của tôi đột nhiên réo làm cho tôi nhăn mặt lại. Thế nhưng rất nhanh chóng tức tốc chạy thẳng về nhà xem có ăn uống được gì không. Bà ngoại cũng vừa nấu bún xong thì tôi về kịp. May quá chứ không chạy ra ngoài quán thì cũng mất thêm thời gian. Quả thật bà tôi nấu ăn cũng rất ngon. Ăn xong dọn dẹp tôi cũng lấy quà hôm qua chưa kịp đưa cho bà cất gọn vào. Thế thằng cháu tặng quà bà cũng tíu tít cả lên. Hai bà cháu ngồi chuyện trò một lúc rồi vác cuốc ra vườn. Trên kia chỉ có ăn với nằm suốt, bây giờ động chân động thêm một chút cho thoải mái. Tôi nghĩ cái là bắt tay vào công việc. Hai bà cháu người cuốc người nhặt lá, cả một chỗ đất bằng, bây giờ đất được cuốc xới lên. Ánh nắng mặt trời lúc này cũng đã trở nên gay gắt, mồ hôi tôi chảy ướt sũng cả áo. Tôi ngồi bền xuống dưới đất ra chiều mệt nhọc. Đợi một lúc sau bà mang nước ép ra uống thì mới dịu đi được một chút. Hai bà cháu ngồi nói chuyện vu vơ. Đợi bà nấu nướng tôi cũng tranh thủ cuốc thêm một chút rồi vào trong nhà. Ngồi đợi cho giáo mồ hôi tắm rửa để ăn cơm. Ăn xong tôi vẫn còn thèm, thế nhưng cái bụng đã no căng cả rồi,
không thể nhét thêm được nữa. Dọn đồ xong, tôi nằm dài ra nghiêng để hóng gió. Người đang thiêu thiêu ngủ vì mệt thì đột nhiên có đám trẻ con bên ngoài gào lên làm cho tôi giật mình. Chạy nhanh đi tụi bay ơi, có kịch hay xem rồi kìa. Thế là tôi tức tốc chạy ra ngoài xem đám nhỏ có trò gì. Trời nắng chang chang ấy mà bọn nhóc trần nhục nhục chạy ra ngoài đường nắng nóng. Tôi thấy có cả đám người lớn chạy theo xem cùng, thế nên tò mò lại càng tò mò hơn. Tôi tăng tốc chạy tới một người gần đó rồi hỏi: có chuyện gì chú ơi? Sao mọi người lại chạy ra ngoài đầu làng vậy? Có ma nhập đấy, ra nhanh xem thế nào. Tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ chuyện gì, tự nhiên ban ngày lại có ma quỷ nhập gì ở đây. Chạy ra đến ngoài thì cả đám người đang tập trung chặt nguyên cả một góc bờ. Tiếng gào rú điên loạn cứ như vậy vang lên. Tôi chen chúc vào xem thì có một vài người đang đứng lên trên cầu, rồi sau đó quỳ lại van xin một thằng bé đang cầm một miếng mảnh sành, rồi nhìn nó một cách thèm thuồng định cho vào trong bụng. Tiếng van xin phát lên không ngớt. Đột nhiên có một người lén từ đằng sau tới lao lấy thằng bé thật chặt. Nó bị ôm chặt cơ thể khá bất ngờ, toàn thân ra sức vùng vẫy. Thằng bé cố gắng gào lên đe dọa tất cả mọi người. Đôi mắt của nó long lên đỏ ửng. Chúng mày thả tao ra, hay muốn tao giết thằng bé này? Buông ra, nếu không thì đừng có trách. Giọng của nó tôi nghe thấy giọng của một người đàn ông trung niên. Từng đường gân xanh nổi lên, trông nó chẳng khác gì một người bị bệnh. Chân tay bị giữ chặt chẳng thể nhúc nhích. Thằng bé đó từ từ đuối sức rồi ngất lịm. Thế là ai nấy đều hớt hải giúp thằng bé lên chạy về nhà. Tôi cũng chẳng có thêm được thông tin gì cũng ra về. Vẫn thấy lạ rằng sao mọi chuyện lại ầm lên như vậy. Đi được một quãng tôi nghe có tiếng gọi đằng sau. Đức, Đức ơi, mày về bao giờ đấy? Tôi quay lại nhìn thấy một anh chàng độ trạc tuổi tôi. Tôi đang phần vần chưa biết làm sao thì người đó nhanh chóng chạy lại vỗ vai. Quê tao à, Huy đây. Lâu lắm rồi không có gặp mày. Nhận ra là một người bạn trong xóm của mình, cảm xúc tôi cứ như vậy dâng lên. Thế là bọn tôi vào một gốc cây để ngồi chuyện trò. Tôi còn nhớ lần cuối hai thằng gặp nhau là lúc tôi trở về quê ăn bữa liên hoan thì nó đi nghĩa vụ, còn tôi thì đi nước ngoài từ đó. Nó bé hơn tôi nhưng cơ thể làm lụng vất vả cho nên vô cùng rắn chắc. Nó hào hứng lắm, đứng dậy bảo: lúc nãy tao trông thấy mày quen lắm cho nên tao mới chạy lại đó, cũng sợ là nhận nhầm. Lâu rồi không có gặp, mày cứ về nhà đi tối sang tao. Tao bảo vợ làm món gì anh em mình đánh chén. Bây giờ tao đi làm một chút, sẽ ra hớt tí cho vui thôi. Tôi vui vẻ gật đầu, sau đó vẫy tay chào nó. Quay trở lại nhà, tôi cũng hỏi chuyện bà về vụ thằng bé kia. Mấy này bà cứ quanh quẩn ở đây vậy, chưa có ai hỏi thăm bà biết được ngoài kia có chuyện gì. Thế thì bà không biết cũng không nên hỏi nhiều. Tôi lăn xuống mệt quá mà ngủ thiếp đi. May sao sáng làm xong xuôi cả rồi, hai bà cháu cứ quanh quẩn trong nhà chờ đợi cho tối. Tôi làm cơm cho bà xong cũng xin phép sang nhà thằng Huy thăm nó, cũng mua chút quà để cho mấy đứa nhỏ. Sang tới nơi tôi cũng niềm nở chào vợ chồng của nó rồi cho quà hai đứa. Mấy đứa nhỏ lúc đầu thì tôi là không dám lại gần, phải mất một lúc lâu sau làm quen chúng mới bám lấy. Bữa cơm bắt đầu, tối nay gió khá to cho nên cũng không cần quạt. Nhưng thoang thoảng ở đâu đó tôi vẫn ngửi thêm mùi nhang. Hết cốc này đến cốc kia, hai thằng chúng tôi vừa uống vừa hoài niệm chuyện xưa. Bao nhiêu trò nghịch ngợm cái nơi này phá làng phá xóm. Mấy thằng còn phải chịu đánh đòn vì tôi quá nghịch ngợm. Tiếng cười vang lên, cốc rượu được nâng lên hạ xuống. Hai thằng mặt mũi đỏ ửng lên. Tôi lúc này mới hỏi Huy xem mùi nhang khói kia từ đâu ra. Đêm rồi lại có ai đốt nhang vào lúc này. Huy nghe thế vậy thì ngó ra bên ngoài bảo với tôi, giọng nó có phần trùng xuống: nếu như mà ta đoán không nhầm thì chắc chắn là ở nhà thằng bé hồi chiều bên ngoài cầu đó. Nhà nó cũng ngay ở gần đây, mà thằng này mũi tính thật đấy. Ta ngồi đây suốt từ tối tới giờ có người thấy mùi gì đâu. Vừa nói nó vừa chỉ tay qua những thân cây rậm rạp phía bên ngoài kia, hướng về một căn nhà nào đó. Tôi thì cũng chỉ nhìn theo tay của nó mà thôi, chứ bản thân tôi mắt cũng cận cho nên chẳng nhìn được lâu. Một lúc tôi quay sang hỏi Huy
về nguyên nhân đầu đuôi câu chuyện. Tôi đang khá tò mò về chuyện đó, hỏi bà tôi thì bà không biết. Tôi không có đáp gì nữa mà im lặng, đôi mắt hướng về phía của nó để nghe chuyện. Và còn cổ Huy cũng đi vào phòng để kèm cặp nhau học. Tôi với nó tranh thủ làm điếu thuốc để xua đàn đi chút hơi men trong người. Từng làn khói trắng được tỏa ra, tiếng gió rít làm cho những tán cây không ngừng va đập vào nhau. Huy lúc này thần thơ nhìn ra bên ngoài một lúc. Nó là người tiếp theo phải chết dưới dòng sông này, số phận đã định đoạt nó. Tôi nghe xong lại càng khó hiểu, không biết là bản thân của tôi có nghe nhầm hay không, nhưng mà đầu đuôi nguyên do thế nào tôi phải đợi được nghe. Thằng Huy thấy vậy thì nói, mày cứ bình tĩnh đi, nóng vội quá không có hay đâu. Này đi bao nhiêu năm rồi, sao mà có ai kể cho mày nghe được chứ, uống đi tao kể cho mày nghe. Uống xong nó lúc này lên tiếng, nói rằng là ở chỗ cầu đó, dưới dòng sông có thần nghiệt tử. Cách vài năm là lại bắt lấy một người, với lại không cứ là bao nhiêu, lúc thì hai, lúc thì ba, thậm chí là năm mới có người bị bắt. Nó cũng diễn ra đã khá lâu, thế nhưng mà chẳng có ai chú ý gì cả, vì lâu lâu mới có một vụ xảy ra mà thôi. Sơ qua một chút về con sông này, nó chỉ là một nhánh nhỏ chảy vào bên trong làng mà thôi. Xung quanh đều là những hàng cây tùm cỏ mọc xung quanh. Có con sông này cũng là mối lợi cho người dân, nó phục vụ tưới tiêu thuận lợi. Những trường hè tập trung ra dưới những rặng cây này ngồi, có thể nói là mát rượi, gió lúc nào cũng thổi. Tôi và Huy ngày trước cũng hay kéo nhau ra đây ngồi, thi thoảng mới về, cho nên câu chuyện Huy nói tôi chưa biết cũng phải thôi. Từ lúc nghe Huy kể tới nay thì cũng đã khá nhiều người chết, nhưng bản thân mà nó nhớ nhất chính là ông bác của nó, là người phải bỏ mạng ngay dưới sông này. Bác của Huy làm nghề sông nước, chủ yếu là thả giỏ bắt cua, đi ra sông mò chai bắt ốc, thả lưới được cá thì mang về bán. Huy rất quý bác vì có đồ ngon bác hay để phần, hoặc là gọi thằng cháu ruột sang ăn cùng. Hai bác cháu cứ quấn lấy nhau, Huy đi học về lại xách đồ chạy ra theo bác để mò chai. Và rồi thì nó là người duy nhất chứng kiến cảnh bác nó bị bắt đi. Rõ nhiều này, bác nhìn xem cháu bắt bằng này ổn chưa? Không hiểu sao cái khúc này lắm trai, hai bác cháu mình giờ mới động tới. Ồ, vậy cũng được, mày cứ nghỉ đi, này trông hơi đuối đấy, bác cố nốt thêm một chút. Huy nằm dựa vào một gốc cỏ, đón từng đợt gió thổi vào. Nó đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng động nước mạnh, mà mắt ra thì bác nó đang quấy cả một vùng nước sùi cả bọt lên. Thằng Huy thấy vậy tưởng bác của mình đang nghịch gì đó, rồi lại cười cười rồi nằm xuống tiếp. Tiếng động cũng nhỏ dần rồi im bặt. Huy cũng ngủ quên lúc nào không hay. Sau khi tỉnh dậy cũng đã muộn, mọi người bên ngoài làng đi làm về cũng đang chuyện trò tíu tít. Không thấy bác đâu cho nên nó nghĩ bác đã về trước. Thu dọn xong để về, Huy nhìn thấy dòng nước cái chậu của bác nó mang theo để đựng chai vẫn còn ở đó. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nó chẳng nhớ tới lúc có tiếng động kia. Nó tức tốc trở về xem bác có về chưa. Thế nhưng cả nhà bác bảo đi suốt từ trưa chưa thấy về. Lúc này Huy mới nghĩ tới cái tình huống xấu nhất, bác mình bị nghiêm ở dưới nước. Nhưng để cho chắc chắn, Huy vẫn phải lội xuống xem thế nào. Nó cũng không quên gọi bố mẹ ra xem xét vì trời cũng đã tối. Những người quen biết bác nó cũng đứng trên soi đèn, không ngừng bảo mọi người đi về. Ấy thế nhưng mà chuyện mà không ai ngờ tới cũng đã tới. Một người lúc đang lội ra một đoạn ngay dưới gốc cây cầu thì phát hiện cái gì đó lạnh ngắt mềm mềm, sờ kỹ thì giống một bàn tay. Thế là người đó liền hô hào mọi người tập trung, tất cả ánh sáng chiếu vào góc đó. Mọi người lúc này mới nghĩ rằng bác nó là người tiếp theo bị thần nghiệt tử bắt đi. Dù cho có bơi lội giỏi thế nào cũng không thể thoát được, tại phải mấy năm rồi cho nên không ai nghĩ ra. Nhìn xác của bác mình được đưa lên bờ, Huy lúc đó mới thực sự tin điều đó đã trở thành sự thật. Ông ta cuộn tròn người, toàn thân còn dính cả đống bùn và thân thể, mắt mở to như kiểu gặp thứ gì đó đáng sợ. Lúc tiếng động đó vang lên, Huy không hề biết bác của mình nhìn thấy một người phụ nữ dưới nước, khuôn mặt vô cùng quỷ dị. Ông ra sức vùng vẫy dùng năng lực bình sinh của mình thoát ra, thế nhưng càng dãy giụa
càng bị bó tóc đó siết chặt. Không khí dần hết, nước bắt đầu tràn vào khoang miệng. Mọi thứ khiến cho ông trở nên bất lực. Và rồi ông đành phải buông xuôi chìm nghỉm xuống dòng sông. Cho đến khi cái xác được đưa lên bờ, ông vẫn giữ nguyên trạng thái ôm lấy toàn thân như vậy. Người nhà của Huy lúc này òa lên khóc ôm chặt bác vào trong lòng. Vừa mới chập tối thôi mà đã có chuyện. Nhưng cũng chẳng trách móc được ai vì đó đã là số trời. Mọi người nhanh chóng mời thầy về xem. Ông thầy lặng bên hay tin cũng tức tốc bỏ cả cơm sang xem. Sau khi xem xong, ông ta lấy đồ nghề ra cúng bái. Được một lúc thì thân thể ông ta cũng mềm nhũn. Mọi người đưa ông ta về để chôn cất. Thế nhưng có điều ông thầy nói rằng vẫn chưa có xong việc. Mọi người nhốn nháo cả lên nghe xem còn việc gì nữa. Ông thầy mới nói: thật ra là xác của ông ấy ở đây, thế nhưng mà hồn chưa về được, phải làm cái lễ xem có về được không. Chứ chẳng nhẽ cứ để nằm lại dưới sông, mọi người xem xét thế nào. Thế là vẫn còn vụ đấy nữa sao mày? Tao tưởng là vớt được xác lên là đem về chôn. Nó thở dài nghĩ về chuyện đó, cũng rất khó khăn để có thể nhắc lại. Nó cười một cách chua chát rồi nói: không phải mất hơn một tuần thì hồn mới về được nhà, công tốn kém lắm mày. Nhưng mà thứ dây tâm linh, người thường như bọn mình sao có thể biết được rằng là chuyện gì đã xảy ra. Cũng như việc chiều nãy, mày không tin cũng không được, nó hiện hữu ngay trước mắt của mày đấy thôi. Hình như mày có nghe thằng bé đó nói có phải không? Cái giọng đó làm gì có đứa bé tí tuổi danh nào bắt chước được chứ. Nghe thấy nó nói như vậy, tôi đành gần gù mà tán thành. Có lẽ là khoảng thời gian xa nhà lao đầu vào công việc, mọi thứ dồn nén tôi chẳng mấy quan tâm đến những điều đó. Kể cả khi có người kể lại tôi cũng chẳng quan tâm. Vậy mà bây giờ nghe cái chuyện này tôi đành phải chấp nhận, tin rằng trên đời này tồn tại một thế giới tâm linh song song với cuộc sống chúng ta. Thằng Huy rót cốc rượu còn lại rồi sau đó bảo: thôi uống nốt đi mày, rồi ăn xíu cơm, uống lắm rồi đấy, mà cũng vui thật. Lâu rồi không có gặp, bao giờ về làm bữa nữa, ta gọi mấy thằng kia cùng anh em mình ôn lại chuyện cũ. Tôi nghe xong thì cũng nhất trí, uống cốc nốt cuối cùng rồi đặt xuống kết thúc buổi nhậu. Thằng Huy kể nốt phần việc còn lại của gia đình bác nó. Ông thầy kia cũng lập đàn ra cúng bái, dùng một tấm vải trắng trải từ chỗ khúc sông về tới cuối làng. Nếu như có dấu chân đi lên, chắc chắn là vong hồn được về nhà. Trải qua hơn một tuần cúng bái, tiếng khóc bây giờ chẳng còn được nhiều nữa. Hương hoa giấy tiền cũng được đốt liên tục. Rồi thì với sự chờ đợi và hy vọng, những dấu chân toàn buồn cũng xuất hiện trên tấm vải trắng kia. Mọi người đều cảm ơn rối rít ông thầy. Hậu sự của bác cũng đã xong, Huy cũng phải mất một thời gian dài dằn vặt mới quay trở lại được cuộc sống bình thường. Nó cũng được mọi người an ủi nhiều. Dần dần nó cũng chẳng còn đi bắt ốc mò chai mà tập trung làm những công việc lớn hơn. Sau lúc bác nó chết, cũng chỉ mới có khoảng 3 người nữa bị bắt đi. Vừa lúc tôi về đây thì là người thứ tư. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu được tại sao thằng bé kia lại vẫn còn sống mà bị hành, chứ không phải như bác của thằng Huy, không may bị kéo luôn xuống dòng nước bỏ mạng. Dập điếu thuốc xong, tôi thu dọn cùng nó. Ngồi thư thái được một lúc, tôi hỏi về chuyện thằng bé kia. Huy thấy vậy xong thì kể cho tôi biết. Thằng bé này tên là Chính, năm nay vào lớp 7. Nhưng nghe nói là nó có người nhà ở vùng cao, xem xét thầy mo khá chuẩn, cho nên báo rằng năm nay có người sắp bị bắt đi. Thế là ông thầy trên này cũng đưa cho họ một tấm bùa bảo rằng cho thằng bé đeo vào người. Có như vậy thì mới tránh được việc bị bắt đi mà thôi. Nhưng mà không bị bắt thì nó lại bị hành như vậy. Chẳng biết đầu đuôi ra sao, thế nhưng mà theo như Huy nghe ngóng được, thằng bé đó gục đầu bên cầu, sau đó về nhà thì rút ly bì. Thầy này rồi thầy kia tứ xem cũng chẳng có cách nào. Chính vì vậy nó trở nên điên dại rồi đòi tự vẫn. Hôm nay thì còn như vậy, chứ hôm trước còn đòi cúi đầu tự dìm mình xuống sông. Mọi người hiếu kỳ là như vậy, không thích tội nghiệp cho nó. Nhưng người nhà thì mới gọi điện lên trên kia để nhờ ông thầy mo kia về xem xét. Ông ta bận cho nên cũng phải sang tuần mới về đây được. Tôi nghe xong thì thở vào, nghĩ rằng làng quê mình yên bình như vậy thì làm gì có những chuyện quái dị kia. Ai dè ẩn chứa sâu trong đó là một câu chuyện như vậy.
Nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, buồn quá cho nên tôi phải đứng dậy xin phép Huy để ra về. Hai thằng cũng xua tan đi hơi men bám vào người suốt từ nãy đến giờ. Bắt tay nhau ôm nhau rối rít đủ các thể loại, sau đó còn hẹn nhau phải làm thêm bữa nhậu nữa. Tôi bước chân ra ngoài ngõ sau cái vẫy tay của Huy, ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại cũng chỉ còn được chút. Đi cũng rất chậm kẻo không may bước hụt. Đi tới cái vườn nhà thằng bé kia, tôi chỉ dám đích nhìn một cái. Khóa cổng vào cẩn thận, tôi cũng tiến vào được bên trong. Bà thì còn đợi tôi chưa có đi ngủ, tôi đi lại nói chuyện với bà. Cái tuổi của bà mất ngủ cũng là chuyện thường. Lúc tôi về tới nhà thì bà đã ngủ được một giấc. Đợi tôi về rồi hai bà cháu lại tâm sự với nhau. Tôi cũng kể lại câu chuyện Huy nó vừa kể cho bà nghe. Nhìn mặt tôi hào hứng với mấy chuyện này, cho nên bà chỉ cười nói cho tôi vui. Chứ bản thân của bà là người trong làng, chẳng nhẽ lại không hay biết. Chuyện của thằng bé kia thì bà có nghe sơ qua, nhưng chưa có chắc, cho nên là không kể cho tôi biết. Tôi ngồi đó ngó ra bên ngoài muốn hỏi xem bà một chút, làng mình còn chuyện gì không. Bà nghe thấy tôi rụng vậy thì mới đánh nhẹ vào đầu của tôi rồi bảo. Cái thằng này, đêm hôm rồi không đi ngủ còn đòi nghe linh tinh. Thế đằng nào con cũng tò mò mà. Bà cứ kể cho con nghe. Với lại người con đang toàn mùi rượu khó ngủ lắm. Bà lúc này rót nước ra uống, sau đó dục tôi đi ngủ. Tôi không có chịu. Này nỉ mãi bà mới quyết định kể cho tôi nghe. Câu chuyện cũng ở trong làng tôi về cái lũy tre đầu xóm. Tôi nghe hơi khó hiểu. Chẳng phải là làng này từ lúc tôi biết tới giờ làm gì có lũy tre nào đâu. Trong tiềm thức của tôi vẫn chắc chắn một điều rằng ở làng này làm gì còn có dạng tre nào. Thế tôi ngờ ngạch, bà liền cười rồi nói. Lúc đó mày còn chưa sinh ra, sao mày biết được là nó ở đâu? Mày có nhìn thấy cái miếu nho nhỏ bên ngoài đầu làng không? Tất nhiên là có rồi bà. Bao giờ về chả đi qua cái chỗ đó. Bà gần gù bảo nơi đó ngày trước có một lũy tre chạy dọc xuống tới tận đầu làng. Ngày đó bà cũng còn bé lắm. Xóm này khá đông trẻ con, cho nên lúc nào cũng ra ngoài đó tụ tập những ngày hè nóng nắng. Một quãng thời gian dài trôi qua chẳng có biến động gì, cho tới khi mọi người lúc này mới tính đốn tre đi để thuận lợi hơn cho việc chở phân xin từ làng ra đồng. Lúc này tai họa mới ập xuống. Khởi đầu đó là một sự cảnh báo tới từ ông trời khi chỗ lũy tre đó được đốn hạ. Mây đen bất chợt kéo tới che lấp khoảng trời xanh, nhưng mọi người chỉ thấy đó là chuyện bình thường. Chặt tre rồi sau đó chia nhau về làm một con đường nhỏ để đi xuống ruộng. Thời gian mọi người đi cũng rút ngắn hơn và thuận tiện hơn nhiều. Sau đó khoảng hơn một tuần, có một người gánh đồ đi bán hàng lúc sớm. Lúc đi qua bụi tre, thấy cả đám người đang tụ tập ở đó. Bà cũng vui vẻ bán hàng cho những người lạ mặt ấy. Tuy nhiên thì trời vẫn tờ mờ sáng, cho nên bà không nhìn rõ mặt. Họ ăn uống no say rồi đưa vàng cho bà. Nhìn những thỏi vàng lấp lánh đó, bản thân của bà còn lóe mắt lên. Quả nhân sao lại giàu có đến mức trả vàng, chứ không trả tiền mặt như vậy. Nghe bà kể đến đây, tôi cũng đoán được mấy người đó là vong hồn cho mấy cây tre. Nhưng mà để nghe thêm là người đàn bà đó khi trở về nhà như thế nào. Ai nấy trong làng thấy bà ta bán hàng sớm vậy cũng khá ngạc nhiên. Còn riêng bà ta khá hớn hở vì số vàng để áp kia. Trong mặt mấy người quân nhân đó nhem nhuốc bẩn tươi. Bà ta đi về nhà khoe với chồng thì chồng cũng ngạc nhiên. Ông ta gặng hỏi xem bà ta có mơ ngủ hay không. Bà vẫn một mực khẳng định đó là sự thật. Thế khi lần cái gánh hàng ra thì ôi thôi, đồ ăn có bao nhiêu làm trong một ngày vẫn còn nguyên. Bà lão kia cũng há hốc mồm. Rõ ràng lúc chập chờn sáng mấy người kia cũng đã ăn gần hết, kiểu như bị bỏ đói lâu ngày. Ai ngờ đâu mà cái túi đựng vàng ra thì lại toàn là đất. Ấy vậy là bà ta bắt đầu kêu trời kêu đất. Người dân nghe vậy thì cũng nửa tin nửa ngờ. Cũng có thể bà ta gặp ma hoặc bà ta đang kiếm chuyện gì đó. Thế nhưng không ai có thể chứng thực được cả. Bà ta cũng đi chợ lùi giờ hơn so với thường ngày. Nhưng rất nhanh lại có người tiếp theo bắt gặp những người quân nhân đó. Nhưng mà lần này là họ bị dọa cho nghe thấy những tiếng bước chân ở đằng sau. Người nghe thấy vậy quay lại thì chẳng thấy gì cả. Hay có những người nhìn thấy những người mặc đồ quân nhân vắt vẻo trên cành tre quay xuống cười một cách quái dị với họ.
nhưng âm thanh nghe vô cùng rợn người. Câu chuyện đồn đại đi đồn lại rất nhiều, người này gặp người kia, cho nên tâm lý vô cùng hoang mang. Thế nhưng mà điểm chung thì đều khá lo lắng và sợ hãi. Có người còn ở lì trong nhà. Ấy vậy mà có đám nhóc trong làng đó thì lại không biết sợ. Thậm chí là tới gốc đó còn thêm phần tò mò phấn khích. Đám trẻ đó tụ tập chơi bời. Nhưng kỳ lạ thay người lớn thì cấm đoán như vậy. Vì sợ bọn chúng gặp điều mà chẳng ai ngờ tới. Vậy mà bọn nhỏ cũng chẳng gặp điều gì cả. Vẫn cứ cười đùa dưới những lũy tre làng quen thuộc. Bản thân của bọn nhỏ nếu như càng cấm thì chúng lại càng làm. Tất cả đều trái ngược hoàn toàn. Người lớn thì sợ chết khiếp. Có đi qua phải đi thật nhanh không dám dừng lại. Có người lúc buổi chưa đi còn bị che mắt dẫn ra tận ngoài ruộng. Mà vẫn chẳng hiểu sao mình lại đi được ra tới tận ngoài này. Có nhiều nhà tín quá thì cứ mua giấy tiền vàng mã tới đốt. Việc của họ phải đi từ sáng sớm cho nên không thể nào tạm hoãn. Tuy nhiên thì cũng không phải là hít hoàn toàn. Có người còn bị trêu cho tới mức trượt ngã riêng hít đồ. Ai nấy bất an như thế cũng họp bàn với nhau tìm cách nên mời thầy về xử lý. Thế nhưng mà lý do mà tại sao những vong hồn quân nhân kia thì vẫn không ai biết được. Trái lại nhiều người chưa gặp chỉ bảo họ mê tín dị đoan, mời thầy về rồi tự chuốc họa vào thân. Các cụ có câu là xem bói ra ma quét nhà ra rác. Người ta bây giờ vẫn còn tập trung lo kiếm miếng cơm manh áo, chứ đâu phải thích đi xem là xem. Nhiều người nghe xong thì cũng thông cảm, nhưng rồi chuyện tới cũng tới. Một người đàn ông hôm đó đang đi trên đường lúc buổi đêm. Ông ta say khướt cả da. Vừa đi trên con đường đất tối không có lấy chút ánh sáng, mồm vẫn không ngừng nghêu ngao mấy bài hát cho đỡ chán. Đi tới lũy tre kia thì đột nhiên một luồng gió lạnh thổi vào người, làm chúng ta khó chịu. Ngước mắt lên thấy có mấy cái bóng trên thân cây tre. Thế nhưng bản thân của ông ta chẳng có để ý lắm, vì bây giờ ông ta đã say khướt. Chỉ cần về được nhà mới là quan trọng. Ông ta mắc tiểu quá cho nên mau chóng bậy luôn là một bãi ngay gốc tre. Giải quyết nỗi buồn xong, ông ta nhếch mép rồi nói: mấy cái lũ người không có hiểu biết gì cả, ma với chả cỏ, toàn là nhát cái thần hồn nát thần tính. Ma mà ra đi gặp tao chắc cũng chạy mất dép. Nhận ra là muộn rồi cho nên phải nhanh chóng về nhà. Khuya quá mà người say như vậy không về kịp thì cũng khổ. Đi được một đoạn mắt nhắm mắt mở, thế mà cũng chưa về được tới đầu làng. Chỉ thoáng một cái ông ta đi lại chỗ mình vừa mới bậy ra. Bản thân của ông cũng cảm thấy khó hiểu. Rõ là ông ta vừa về tới gần đầu làng, sao bây giờ lại quay ngược lại chỗ này. Ông ta không hề chậm chân tại chỗ, vận động từ nãy đến giờ cơ mà. Ông ta quyết định đi cho thật nhanh. Những tiếng bước chân vang lên hòa cùng tiếng gió rít trong khung cảnh tối đen bao trùm. Tiếng của người đàn ông lúc này đồng loạt vang lên, khiến cho người đàn ông cảm thấy bối rối. Mắt của ông lúc này bắt đầu đảo nhanh hơn. Đầu của ông ta quay tít một vòng, ông ta gào lên rồi hỏi: ai đấy? Lòi cái mặt ra đây xem nào. Thế nhưng chẳng có lời đáp lại, chỉ toàn là những tiếng cười lúc dài lúc ngắn. Nhìn xung quanh thật kỹ, ông ta thấy có cái bóng đen vắt vẻo trên cành tre. Bây giờ tỉnh rượu, ông ta mới há mồm với những gì đang được chứng kiến. Chỉ có thể là ma thôi. Tuy không có nóng, thế nhưng ông ta cũng toát cả mồ hôi. Trong đấy khuôn mặt của ai nấy vô cùng đáng sợ, mặt mũi bị những con giòi nào đó đục khoét, bộ quần áo xanh tả tơi đủ chỗ. Ông ta chỉ biết gào lớn rồi gục xuống mặt đất mà ngất liệm đi. Sáng hôm sau, mọi người đi làm qua thấy ông nằm im tại một gốc tre, thì tiến lại rồi hỏi. Dùng mãi ông ta tỉnh lại. Thế nhưng ngày nấy đều bất ngờ khi ông ta trở nên thần thơ. Ai hỏi gì cũng không có trả lời, kiểu như là một người mất hồn. Người nhà lo lắng mời thầy về xem. Người đàn ông suốt ngày chỉ quanh quẩn trong làng, đặt lưng xuống là ngủ khá lâu, mãi sau mới tỉnh dậy lại đi lang thang. Mọi người cũng sợ không dám nói chuyện hay lại gần ông ta. Đám trẻ con chẳng biết làm gì, thế nhưng vẫn chạy theo rồi trêu người đàn ông này. Sau đó vài hôm lại có chuyện lạ. Lần này là sự mất tích của ba đứa trẻ trong đám nhóc hay tụ tập bên ngoài. Buổi chiều hôm ấy mấy đứa thấy có phần chán
cho nên quyết định chặt tre để làm diều. Phần vì mấy chỗ này đã được dặn là có ma, cho nên ngồi chơi cũng phải cẩn thận. Đằng này huống chi là chặt tre xuống. Nhưng chỉ có bà đứa là mạnh dạn làm việc này. Ba thằng bé chạy về nhà lấy dao, chặt đốn từng khúc tre xuống, rồi ngồi hí hửng vót với nhau giữa cây nóng của mùa hè. Sau khi làm xong, bọc diều lại rồi mang ra ngoài đồng để thả. Nhìn con diều bay lên cao phấp phới trong làn gió, những đứa trẻ cười tíu tít cả mắt. Ánh hoàng hôn yếu dần, những căn nhà mái lá ngày đó bốc lên khói do người dân đang chuẩn bị nấu ăn. Tiếng gọi con về vang lên liên tục. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Một thằng trong số đó lúc thả diều xong về nhà thấy người có phần ê ẩm. Tắm xong là lao ngay lên giường. Ấy vậy nhưng mọi chuyện cũng chẳng có gì thay đổi. Toàn thân của nó nóng san. Thằng bé có nói chuyện với bố mẹ, nhưng cũng chỉ uống thuốc qua loa rồi đi ngủ. Hai thằng kia thì cũng vẫn bình thường. Đứa bị sốt đêm đó người trở nên lạnh toát. Trời thì nóng nhưng nó phải đắp chăn, chân tay run lên cầm cập vì lạnh, mặt mũi tái nhợt cả đi. Thằng bé cứ nằm im một lúc như vậy, quay đi quay lại đủ chỗ. Sau đó nghe thấy bên ngoài nhà mình có tiếng cười khá lớn. Âm thanh nghe cũng có chút lạ lắm. Đột nhiên nó nghe thấy những tiếng bước chân tiến lại một cách dồn dập. Nó từ từ mở đôi mắt của mình ra. Những người mặc bộ quân phục lại xuất hiện, khuôn mặt quái dị cùng với đó là nụ cười đáng sợ. Những khuôn mặt đó từ từ áp sát lại phía của thằng bé, khiến cho nó càng sợ. Thế là có một âm thanh ghé sát tai của thằng bé rồi bảo: "Đi thôi, đi nhanh nào." Tiếng cười lại vang lên làm cho thằng bé càng sợ hãi. Thế nhưng miệng của nó như bị khóa chặt. Nó cứ như vậy đứng dậy, bước đi theo cùng những vong hồn kia ra bên ngoài. Cánh cửa nhà lúc này vẫn còn đóng nguyên mà bây giờ tự nhiên tự động được mở ra. Sau khi đi ra được ngoài, nó léo đéo đi theo đằng sau của những vong hồn kia rồi biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Sáng hôm sau, gia đình của thằng bé bị những vong hồn kia dẫn đi, phát hiện con trai của mình mất tích. Người này ngó người kia, sau đó chia nhau ra đi tìm. Mà rõ ràng nhà vẫn đóng cửa, thì thằng bé ra ngoài bằng cách nào? Những đám bạn được hỏi han thì nhưng cũng đều không biết, chỉ lắc đầu trả lời. Hai đứa vót diều cùng thì cũng thấy mấy chuyện đó làm bình thường. Chắc là thằng bạn của mình bị bố mẹ mắng cho nên bỏ nhà ra đi. Thế nhưng với một thằng nhóc như vậy thì biết làm sao nó trốn được đi đâu. Và rồi thì hai thằng nhóc kia cũng tới lúc đi cùng với bạn của mình. Sau bao hôm kể từ khi thằng bé đầu tiên mất tích, bọn chúng lúc tối muộn đi trở về nhà, nghe thấy những tiếng bước chân đều đều vang lên đằng sau. Quay lại thì chẳng thấy có bất cứ thứ gì. Trẻ con đâu có suy nghĩ sâu xa, bọn chúng hồn nhiên không biết nguy hiểm đang rình rập. Đêm hôm ấy, cả hai thằng nhóc đều nghe thấy có tiếng người gọi tên của mình. Âm thanh đó cứ vang lên rục rã bên ngoài. Bọn chúng từ từ mở mắt vì quá ồn không thể ngủ được nữa. Cứ như vậy cả hai thằng tự động đứng dậy cùng một lúc, sau đó đi ra bên ngoài nhà mình trong vô thức. Khi nhìn thấy những vong hồn kia, chúng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Chúng muốn quay đầu bỏ chạy nhưng không thể. Những vong hồn đó lúc này đứng sát mặt, lúc thì lại ẩn hiện trên những cành cây. Hai thằng nhóc lúc đầu vô cùng căng thẳng, dây thần kinh co giật điên hồi. Thế nhưng hai thằng nhóc lại chẳng thể làm việc gì ngoài việc đi theo những vong hồn đó. Vậy là cả ba đứa động chạm đến cây tre kia đều mất tích. Không những gia đình mà chính quyền cũng đau đầu vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai thấy bọn nhỏ, cũng chẳng có thấy ai lạ bước vào trong làng. Bạn bè xung quanh đều lắc đầu. Người nhà lúc này cũng chấp nhận rằng không tìm được, cho nên mời thầy về xem xét. Thế nhưng chẳng có nhà nào bảo nhà nào, mỗi người một thầy để nhờ vả, cho nên không có thống nhất. Thế nhưng mà chuyện chẳng có gì đáng nói khi hai gia đình nhờ vả vào mấy ông thầy dởm. Hai gia đình đó chẳng gọi được hồn con về, huống chi là tìm xác. Nguyên nhân ông thầy đó phán rằng chúng bị thần bắt đi cho nên khó gọi được hồn. Làm tạm cái lễ qua loa rồi lấy một đống tiền lớn, sau đó nhanh chuồn đi. Người bên ngoài thì không có tin cho lắm,
Thế nhưng người trong nhà như ngồi trên đống lửa, dù không muốn tin nhưng cũng phải chấp nhận chuyện đã xảy ra. Tiếng khóc hòa cùng với tiếng than vang lên như muốn náo loạn cả cái làng nhỏ. Thế nhưng có nhà không có tin, mau chóng mời một vị thầy pháp cao tay tới. Ông thầy sau khi nghe được tin mấy đứa mất tích, mau chóng xin đài kiểm tra. Kết quả là ba đứa vẫn còn sống. Ông thầy bảo mọi người ngoài đám bạn ba đứa xem bọn chúng có động chạm tới gì không. Đám nhóc sau khi được hỏi chuyện ban đầu cũng ngạc nhiên. May sau một nửa ngày trời lục lại ký ức của mình, bọn chúng cũng nhớ ra bạn của mình đã chặt cây tre để làm diều. Ông thầy nghe xong thì phán một câu: chúng nó chỉ mới bị giấu đi, không có đứa nào chết cả. Thì cũng xin đài rồi, bây giờ mọi người chuẩn bị ra cái lũy tre kia, mỗi nhà mang quần áo của mấy thằng ra ngoài đó, với lại chuẩn bị một ít máu chó mực là được. Nói xong ông ta nhanh chóng chuẩn bị đồ nghề của mình để tiến hành làm việc. Mọi người trong nhà của ba đứa trẻ vui mừng gấp rút về nhà chuẩn bị. Trời cũng đang gần tối, tất cả được chuẩn bị nhanh chóng. Mọi người tập trung khá đông, chiếu là để xem có tìm được ba thằng nhóc kia không. Ông thầy cũng cho gia đình mấy đứa nhóc ngồi lại gần. Ông lấy đồ nghề ra sau đó ngồi trước bàn cúng. Những người không liên quan đứng bên ngoài hóng hớt xem ông ta có tìm được không. Tôi lúc này vội vàng ngắt lời của bà. Nhưng mục đích của họ cũng để kiểm tra xem chỗ này có ma hay không, phải không bà? Chẳng phải là có nhiều người gặp sao? Họ tới đó xem cũng để xác thực mà thôi. Đúng vậy. Cái cuối cùng là họ muốn nhìn thấy mấy vong hồn kia xem thế nào. Tất cả chưa tin hoàn toàn đâu. Tôi im lặng hướng mắt nhìn bà. Ngồi nghe được một lúc thì hơi men trong người cũng tan đi. Tôi nhìn qua đồng hồ cũng đã muộn. Nhưng bản tính tò mò của mình, cho nên đêm nay không có nghe hết được thì cũng trằn trọc không ngủ được. Tôi quay lại để nghe bà kể tiếp. Ông thầy ngồi xuống vừa đọc vừa đánh chuông, những âm thanh vang lên liên hồi. Tay vào miệng của ông thầy vẫn không ngừng hoạt động. Những người không chờ được lập tức bắt đầu xì xèo. Khả năng ra là ông ta làm vậy để có thể chiếm lòng duyệt cúng tiền của mấy người kia. Nhà của họ đang rối cho nên bản thân ông ta cũng dựa theo đó để vơ lấy cả đống tiền. Khi nén nhang đầu tiên kết thúc, những đợt gió vẫn đang thổi thì lập tức dừng lại. Thầy bấm bấm đốt tay sau đó quay lại nhìn những người đang xem tuổi hỏi: nếu có ai trùng thì đứng lên cùng với thầy nhờ chút việc. May sao cũng có mấy người hợp ý với thầy cho nên nhanh chóng ngồi xuống. Người kia nghe theo nhắm chặt mắt lại. Đột nhiên cơ thể của người vừa ngồi xuống kia cứng đờ một cách khó hiểu. Muốn di chuyển thế nhưng lại không thể làm được cách nào. Nó đứng đơ lại khiến cho người đó không thể cử động được. Thế nhưng nào ngờ được rằng miệng của họ cũng bị khóa chặt lại. Một cái gì đó để chặt vào người, kèm theo đó là giọng nói của một người đàn ông khàn đặc vang lên: sao lại gọi bọn ta lên đây? Mọi người bên ngoài chứng kiến lúc này sờn cả da gà. Đây là một giọng nói khác, chứ không phải là giọng của người đang ngồi đó. Hơn thế mọi chuyện lại đáng sợ hơn, khi ở đầu đó lại có thêm hàng chục tiếng cười. Thế nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy mặt mũi của ai. Nhiều người còn lùi lại đằng sau, không có tiến lại đằng trước. Ông thầy lúc này lên tiếng hỏi mấy người về tung tích của thằng bé. Một giọng nói lúc này vang lên: tụi bay phá nhà của bọn tao, tao chưa chừng trị hết thì ba thằng đó lại phá tiếp, cho nên tao bắt đi theo với chúng tao cho vui. Ông thầy ngó nghiêng xung quanh kiểm tra một lượt xem có thấy cái miếu nào không thì lại không có. Nghĩ tới mấy cái diều làm từ tre kia, chắc hẳn những vong hồn này đang nằm dưới kính gốc tre đó. Mấy người ở đằng sau cũng lên tiếng là từ lúc phá gốc tre này thì chuyện lạ đã ập tới. Những vong hồn đó nghe xong thì gật đầu đồng ý. Không những vậy, họ còn nói về vấn đề ngày trước bị giặc giết, sau đó vứt xuống cái hố ở đây. Người nhà của ba thằng nhóc kia lúc này mới lên tiếng cầu xin họ trả lại con cho mình. Họ sẽ bù đắp những gì con họ đã gây ra. Nhưng những vong hồn này không đồng ý, họ chỉ phá lên cười rồi lắc đầu. Thân thể của người đăng nhập cũng rung lên dữ dội, cứ một chút lại có giọng cười khác vang lên. Những ánh nến tuy rằng không có gió, thế nhưng lại đung đưa,
như muốn sắp thất vậy. Ông thầy lúc này mới lên tiếng cắt ngang lời nói của mấy người kia. Nếu có thể xin mấy người bỏ qua cho bọn chúng. Bọn chúng nó chỉ là những đứa trẻ con. Những người kia đều là vô tội không biết gì cả. Buông bỏ hận thù đi để có cơ hội đầu thai. Họ sẽ lập cho một ngôi miếu cho mấy người. Cho nên xin hãy tha cho bọn nhỏ và những người ở đây. Họ cũng đều biết lỗi cả rồi. Những người bên ngoài ban đầu không tin ông thầy này, bây giờ đã phải gật đầu công nhận. Chắp tay lại lạnh những vong hồn kia để cầu xin họ tha cho người dân nơi đây. Nhưng những vong hồn này vẫn không chịu buông tha. Họ vẫn không ngừng chửi rủa rồi phỉ báng mọi người. Tất nhiên là những người này phải chịu để nghe những lời đó. Thế nhưng ý định cuối cùng của những vong hồn là nhất quyết không có chịu nói ra, nên mà họ giấu mấy đứa trẻ kia. Ông thầy lúc này đứng dậy trong sự bất ngờ của mọi người. Một lúc ông lục đục trong tay nải của mình. Ông ta nghiêm mặt lại, sau đó cầm lấy cái hũ đựng máu chó mực đổ thẳng vào những rặng tre. Tiếp sau đó một làn khói đột nhiên bốc lên. Mọi người chứng kiến này cũng phải trố mắt. Tiếng gào rú lại vang lên. Nó thể hiện một sự đau đớn tột cùng như muốn xé tỏa không gian bình yên này. Người kia bị nhầm lúc này cũng rung lắc rồi nhìn thẳng về ông thầy rồi rít lên. Sao mày dám? Mày có tin tao giết cả ba chúng nó không? Khôn hồn thì... Chưa nói hết câu, ông thầy nhanh chóng rút cây gậy râu vụt liên tiếp vào người kia. Tiếng kêu oai oái vọng ra, toàn thân của người kia đau nhức. Người nhà của bọn chúng thấy thầy đắc tội như vậy thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng con mình, cho nên xin thầy tha cho những vong hồn đó. Nhưng ông thầy không nghe. Ông đánh cho tới lúc toàn thân của người kia ngất lịm, ông mới dừng tay. Sau đó đốt một lá bùa màu xanh vào trong một cái cốc, vẽ một vòng tròn bát quái xuống đất, rồi đặt vào bên trong hình cái bát quái đó. Những nén hương vừa được nhanh chóng cắm vào rồi buộc lại liên kết với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Ông thầy lấy ra một cái mõ tiếp tục đọc phù, tay gõ mạnh hơn lúc ban đầu. Những tiếng gào lại không ngừng vang lên mỗi lúc một to. Tiếng cầu xin ở đầu đó cũng bắt đầu xuất hiện. Những quay nhang rực cháy đỏ lửa. Sau khi người kia tỉnh lại, lập tức quỳ xuống chắp tay khấn thầy. Xin thầy đừng làm nữa. Chúng con không có dám làm cản đâu. Mong thầy tha tội, bọn con sẽ trả lại ba đứa nhỏ. Vậy thì mau chỉ chỗ cho ta. Các ngươi bây giờ đừng có ở đây. Nếu như ai còn xác, thì hãy nói cho ta biết để bảo mọi người đào lên. Không thể sẽ tìm cách đưa các ngươi về nơi ăn nghỉ đàng hoàng. Chờ gốc tre bị phá đi như vậy, sẽ xây cho các ngươi một miếu nhỏ. Nghe thầy nói như vậy, các vong hồn đều đồng ý. Họ cũng chỉ chờ có như vậy mới yên tâm ra đi. Thầy nghe vậy xong thì cũng cảm thông, bảo mấy người mang rượu sau đó rót vào cốc, đổ ra đất cho tất cả những vong hồn kia. Họ cũng nói cho mấy đứa trẻ kia đang bị giấu, sau đó ghi lại tên của mình để những người biết mà làm lễ sau đó, từng người nhập vào cơ thể của người kia, cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người. Sau khi xin lỗi xong, tất cả biến mất vào trong màn đêm theo từng cơn gió thổi. Thân xác của người kia cũng được trả lại với chính chủ của nó. Người kia sau khi thoát xác toàn thân nhũn như là bún rồi ngã đổ xuống đất. Ai nấy cũng mau chóng tiến lại đỡ lấy người đó. Người nhà mấy thằng cũng tiến lại xem. Ông thầy bảo mấy người kia đi về nhà, chú uống trà gừng thì sẽ tỉnh lại. Tới đây ông thầy lấy ra ba tấm áo của ba thằng bé để vào chậu nước rồi bảo những người kia đi theo mình. Dưới ánh trăng mờ nhạt mọi cảnh vật cũng đã được chiếu sáng một lúc bị những đám mây đen kéo tới bao phủ. Ông thầy đi đằng trước, những người đi đằng sau cầm đèn soi đường. Thầy không ngừng rắc muối và gạo đi theo như lời ông đã dặn. Đi sâu vào bên trong cánh đồng toàn lúa xanh rậm rạp, ông thầy lúc này tiến lại gần ruộng, có một lối đi nhỏ vào rặng tre. Chỗ này chẳng có ai tìm qua vì nó có những cái hố khá sâu, không biết xuất hiện bao giờ. Hơn nữa nó còn là một cái giếng cạn khá lâu năm, đã được mọi người dùng tảng đá to chặn lại. Sức vóc của 7 người cao to lực lưỡng, may ra mới có thể bê được tảng đá đó. Nhưng ông thầy dừng lại ở cái giếng đó trong sự ngơ ngác của những người đi theo. Thầy bị làm sao vậy?
Sao lại có thể nói chuyện với chúng ở cái giếng này? Họ đã này nặng vậy cơ mà, cho nó không thể đẩy ra để chui xuống đó. Tập trung mọi người kéo hòn đá này ra. Thế là mọi người nghe theo thầy tập trung này, kéo hòn đá nặng trịch ra. Sức của ai nấy cũng phải gồng hết cỡ để có thể lôi được hòn đá đó xuống đất. Phía dưới chỉ có một màu đen và sự ẩm mốc bốc lên. Từ từ xoay ánh đèn xuống dưới, xa xa đó chính là ba thằng bé đang ngồi ở dưới đáy giếng. Có gọi thế nào đi nữa thì bọn trẻ cũng chẳng nghe được. Thầy lúc này phải lên tiếng bảo mọi người dùng dây thừng lôi bọn chúng lên. Mọi người nghe vậy mau chóng lấy dụng cụ. Trời sáng cũng là lúc cả ba đứa trẻ được đưa lên bờ. Bố mẹ chúng nó khóc lóc cảm ơn ông thầy. Thầy cũng trả ví cho bọn nhỏ để bọn chúng được trở lại bình thường. Phải mất gần một tuần chúng mới trở lại bình thường sau khi gặp biến cố đó. Có lẽ cả đời chúng nó chẳng thể nào quên. Tôi sừng nhớ ra những vong hồn kia bèn hỏi tiếp. Thế những vong hồn kia là thế nào vậy bà? Những vong hồn kia cũng nói rằng họ đã chết quá lâu, có đào lên thì cũng chẳng còn thấy xác. Ông thầy phải làm một cái lễ truyền hồn, sau đó ông ngồi niệm kinh khấn vái các vị cao tăng mất 3 ngày. Mọi người cũng tranh thủ xây luôn cái miếu để thờ họ. Cho tới bây giờ thì nhìn cái miếu nhỏ đó đã cũ rồi, không có thể hiểu được thời gian trôi qua lâu thế nào. Đồng hồ đắt điểm 2 giờ đêm, bà quay người vào phòng để nghỉ ngơi, không quên bảo tôi đi ngủ sớm. Tôi vâng dạ đưa bà vào phòng rồi leo lên giường. Nhìn ra cánh cửa sổ ở bên ngoài, mọi thứ bình yên, nhưng tôi lại cảm giác khá gai người sau khi nghe câu chuyện bà kể. Nếu như phải tôi hồi bé, không biết có giống mấy đứa trẻ kia không. Tôi từ từ nằm thiếp đi lúc nào không hay, cho đến khi nghe tiếng của bà gọi dậy. Mặt trời đã lên quá nửa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi chạy ra ngoài vườn phụ giúp bà. Hôm qua uống rượu no quá, cho nên bây giờ tôi chẳng muốn ăn cơm. Hai bà cháu hề hụm giòn xong đống cỏ ở vườn, bà cũng nấu cơm cho tôi ăn. Người mùi thức ăn là đã muốn ăn rồi. Tôi vậm đầu nhanh ngấu nghiến mấy bát rồi thở phào vì đã thỏa mãn được cơn đói. Thời tiết hôm nay khá oi, nhìn hơi nóng bốc lên làm tôi cảm thấy khó chịu. Đang loay hoay nằm xoay đi xoay lại không có ngủ được thì tiếng gào của đám trẻ lại vang lên. Nhìn cũng đã thấy hơn 12 giờ, tôi tức tốc bật dậy như được lập trình sẵn. Sau đó như một tên lửa được lắp sẵn, tôi lao bay thẳng ra bên ngoài. Thế cái bóng nho nhỏ kia tôi nghĩ là thằng bé kia đang tăng tốc độ để chạy ra bên ngoài bờ sông. Quả đúng như tôi nghĩ, khi tôi bước ra bên ngoài thằng bé đó úp luôn mặt xuống dưới sông để tự nhấn chìm đầu của mình. Bố mẹ nó cùng một vài người nữa đang lao tới lôi nó lên. Thằng bé không ngừng gào thét chửi bới liên hồi. Chú mày cút xa hay là muốn chết chung cả lũ? Thế nhưng mà không ai đáp lại mà chỉ kéo cho thằng bé lên bờ. Nhưng sức của thằng bé khá mạnh khiến đám người đó khốn đốn. Thế tình hình khá nguy cho nên tôi cởi tạm áo của mình lao vào giúp đỡ. Quả thật nó không giống với một thằng bé mà là một người đàn ông trưởng thành. Tôi cũng khó có thể giữ được yên. Mấy người phải nhanh chóng nhảy xuống giúp đỡ rồi đưa nó lên bờ. Đặt nó xuống dưới nền đường đất chưa được yên, nó liên tục gào thét. Đột nhiên có tiếng xe máy vang lên, một người phụ nữ chở tới sau là một người đàn ông ăn mặc theo kiểu dân tộc. Ông ta nhìn thằng bé thì ngay lập tức nhảy xuống. Một tay ông ta cầm tàu lá chuối đã tước lá, sau đó đánh vào người của thằng bé kia. Nó bị tác động thì gào rú lên rồi quay sang nhìn với một đôi mắt đỏ au. Nhưng thầy chẳng sợ hãi gì cả, cầm lấy con dao sáng loáng, đựng trong khắc rất tinh xảo. Cứ vào 3 ngón tay của thằng bé lấy máu, sau đó hòa cùng với máu của ông ta rồi vẽ chữ gì lên trán. Sau một lúc giằng co, cuối cùng thằng bé cũng ngất lịm. Ông thầy bảo đưa thằng bé trở về nhà. Đang đi được một đoạn thì tiếng còi xe vang lên ở đằng sau làm cho tôi giật mình. Đức và mấy thằng nữ trông quen thuộc đang đèo nhau trên một cái xe. Huy, về giường hả? Tôi sang tao nhậu nha. Ta đang chuẩn bị đồ đợi mày đấy, sang nhanh, còn nhớ nhà không? Tôi cũng nhận ra là Vinh và Hường, hai thằng chúng nó chẳng khác ngày xưa là mấy. Qua thằng Đức gọi cái là hôm nay chúng nó cũng đã có mặt về luôn.
Tôi liền cười rồi đáp, hai cái thằng này, tất nhiên là tao nhớ rồi chứ, được tối tao qua. Chiều xuống tôi tắm rửa xong rồi lon ton sang nhà của ngay thằng kia theo lịch đã hẹn. Mấy thằng tụ tập với nhau làm bữa rất vui vẻ. Không những thế, làm xong còn rủ nhau đi tắm sông rồi mới quay lại ăn. Mấy đứa trò chuyện rôm rả ngay cả ngôi nhà. Thằng Vinh lúc này lên tiếng nói về vấn đề thằng bé kia vì nó cũng là người nhà. Về căn bản là tôi cũng khá tò mò, không biết liệu rằng ông thầy kia có thể giúp nó vượt qua cái chết không. Thằng Vinh cũng kể chi tiết rằng tối mai thầy làm phép để giúp thằng bé kia, cho nên gia đình phải tập trung lại. Ông ta đã chôn mấy cái lọ gì đó bên ngoài tránh cho thằng bé đi ra khỏi nhà, sau đó nhốt mình vào bên trong căn phòng kín mít. Mấy thằng cũng tụ tập rồi rủ mai đi xem thế nào, còn tối nay công việc chưa giải quyết xong, cứ uống hết xong rồi sau đó thằng nào về nhà nấy để nghỉ ngơi. Tôi thấy nóng nực cho nên đi ra ngoài ngõ hóng gió, tiện ngó sang bên kia xem ông thầy có gì lạ mới không. Nhưng bên nhà đó vẫn chưa có động tĩnh gì cả, mọi thứ vẫn im lìm cho nên tôi phải về nhà. Này thì bà ngủ rồi cho nên cũng chẳng có nói chuyện được nữa, nên tôi cũng chui lên phòng lấy điện thoại, bấm cho tới khi mệt quá ngủ thiếp đi không hay. Sớm hôm sau mấy thằng cũng đi ăn sáng rồi kiếm trò để nghịch ngợm. Tất nhiên chưa lại về ăn cơm cùng bà. Bà trông thấy mấy thằng ngày nào còn bé chí chóe với nhau, bây giờ cũng lớn cả rồi, cho nên cũng hơi buồn cười rồi mắng đùa mấy thằng như thế. Bọn tôi ăn xong cũng đi sang nhà thằng Vinh để phụ giúp thằng bé kia. Bạn mình thì chẳng nhẽ mình không có đi. Ngôi nhà được dán chi chít bùa, thằng bé được nằm bên trên giường, được mắc bằng một cái màn đất nhúm đỏ. Ông thầy nọ kia ngồi hút một bi thuốc lào, rồi sau đó sắp mấy cái tượng bằng bạc ra ngoài bàn. Ông ta kiểm tra đồ đạc một cách kỹ lưỡng, tôi thì chỉ biết ngó nghiêng hóng hớt cái gì hay cái đó. Đồ đạc cúng bái cũng được chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ tới tối. Tôi với mấy thằng ăn qua loa rồi sang bên nhà ngồi đợi. Đây là lần đầu tiên tôi được xem trừ tà, cho nên có phần phấn khích. Câu không có đông người đi lắm ra bờ sông, thằng bé kia được ngồi trên ghế, bực buộc bằng sợi chỉ đỏ quanh người. Xung quanh là những cây hương to cắm xuống dưới đất được đốt cháy. Người nhà được mặc những bộ quần áo khá quái dị, ngồi xung quanh thằng bé chấp tay. Ông thầy cầm lấy những cây gậy có buộc cây lông kỳ lạ, phải nói là tôi chưa thấy bao giờ. Mấy thằng bọn tôi ngồi bên ngoài mắt không ngừng hướng về ông ta. Tiếng cộng và tiếng chuông hòa cùng với nhau làm một, những gợn sóng ở dưới sông lúc này nổi lên. Ông thầy ngồi gõ cổng liên tục, tiếng nước sôi sùng từ bên dưới lớn dần lên như có ai đó cựa mình. Gió lớn cũng thình nhau kéo tới rồi rít lên. Nước cũng đã sôi lên, thằng bé bắt đầu cựa quậy. Con mặt của nó cũng căng ra, kèm theo đó là tiếng gào rú, mọi người cởi trói cho nó, để cho nó nhanh chóng chết. Tôi nghe thấy vậy mà cũng rợn cả tóc gáy, tiếng ồ mồm đó vang lên sát bên tai. Tôi muốn xem có gì tiếp theo. Ông thầy lúc này mở lời cầu xin người đó, bắt thằng bé đi vì nó còn quá nhỏ. Thằng bé vẫn cứ cố đẩy thân thể của nó tiến sát lại bờ sông. Ông thầy lúc này cũng không chần chừ, cởi áo pháp sau đó lấy mấy cái tượng rồi lao xuống dòng nước. Tôi với mấy thằng kia cũng nhanh chóng đứng dậy. Thế nhưng dòng nước đen ngòm đang sôi sục lên, chẳng có thể nhìn thấy được gì. Người nhà thằng bé cứ ngồi yên vị trí đó. Ông thầy cứ ngụp lên lặn xuống liên tục. Thằng bé kia tôi tưởng chết rồi, thì một lúc sau cũng nổi lên mặt nước mà ho sặc sụa. Ông thầy cũng ngồi lên theo kéo thằng bé lên bờ, sau đó lấy tóc và máu của nó nhét vào con nình nhân, rồi đốt kèm với đá bùa. Một tiếng sấm vang lên, kèm theo đó là những gợn sét bắt đầu lóe sáng cả bầu trời đêm. Ngọn lửa cứ bùng cháy thiêu rụi hết những món đồ bị đốt. Thằng bé kia đang ngất lịm đi không còn biết gì cả. Đám chúng tôi giúp thầy thu dọn đống đồ đạc, sau đó trở về nhà của thằng bé. Ông thầy thay quần áo xong thì cũng lên tiếng về việc ở dưới sông lúc nãy như thế nào. Chúng tôi đứng bên trên không thấy, lại cứ tưởng hai người chết ngạt ở dưới. Ông thầy nghe xong thì cũng mỉm cười rồi đáp, có cái gì đâu, lúc đấy ta cũng lao xuống dùng những bức tượng kia để trấn yểm lại cho cây ghế mà thằng bé đó ngồi,
May sao là mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Cụm lặn liên tục để lấy hơi. Sau đó ta lao vào dùng bùa chú của mình để chặn vong hồn kia, không cho nó bắt thằng bé. Số mạng lớn cho nên tới giờ vẫn bình an. Thế nhưng mà phải công nhận vong hồn đó khỏe, cho nên ta cũng bị thương đôi chút. Thế nhưng ta chưa có loại trừ được hết. Có lẽ hy vọng ai đó pháp lực cao hơn có thể giúp ngôi làng này vượt qua được đại nạn. Nói xong ông ta vạch áo để lộ ra nguyên một mảng người thâm sì. Nhưng mà dù sao thì sóng cũng đã qua. Thằng bé cũng có thể yên ổn trở lại cuộc sống bình thường. Ông thầy làm nên cái lễ cầu bình an cho thằng bé. Sau đó vài ngày mới chào mọi người rồi rời đi. Ai nấy cũng ra bên ngoài tiến ông thầy mà không ngừng cảm kích con người xa lạ đã giúp gia đình của họ vượt qua được đại nạn. Tuy rằng không thể loại trừ được thận gấp, nhưng ai nấy cũng đều hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có người tới giúp cả ngôi làng hóa giải được những cái chết ở con sông đã gắn bó lâu đời này. Tôi cũng cùng đám bạn của mình vui chơi thêm vài ngày rồi trở về nhà của mình. Rời đi với tiếng gọi với cùng mọi người, tôi leo lên xe mà trong lòng lâng lâng. Một chuyến về quê tuy không quá dài, thế nhưng nó cũng đủ để cho tôi gần gũi với bà ngoại được nhiều hơn một quãng thời gian đi xa, gợi nhớ được kiểu kỷ niệm, gặp lại những người bạn lâu rồi chưa có gặp và theo đó biết thêm về những câu chuyện huyền bí về thế giới vẫn đang tồn tại song song cùng với thế giới của chúng ta đang sống. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.